Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Đây là kênh giúp cho các bạn học giỏi tiếng Hàn với rất nhiều các video hữu ích và hoàn toàn miễn phí. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi kịp thời các bài học các bạn nhé. Vượt qua tập 하기, hỏi và trả lời. 취미가 뭐예요? Sở thích của bạn là gì nhỉ? 취미 là sở thích. 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 운동이에요. 운동이에요. 무슨 운동을 좋아해요? 무슨 운동을 좋아해요? 스키를 좋아해요. 스키를 좋아해요. 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 음악 감상이에요. 음악 감상이에요. 무슨 음악을 좋아해요? 무슨 음악을 좋아해요? 록과 밥을 좋아해요. 록과 밥을 좋아해요. 취미가 뭐예요? 잘 듣고 따라해 보세요. 취미가 뭐예요? 운동이에요. 무슨 운동을 좋아해요? 저는 태권도를 좋아해요. 다시 듣고 따라해 보세요. 취미가 뭐예요? 운동이에요. 무슨 운동을 좋아해요? 저는 태권도를 좋아해요. 주말에 뭘 했어요? 주말에 뭘 했어요? 자전거를 탔어요. 자전거를 탔어요. 앙리 씨는 주말 뭘 했어요? Cái tên của anh là Henry, chúng ta đọc là Anni các bạn nhé. Y ân kết hợp với Rian thì chúng ta đọc là Anni, Rian biến thành chữ Indian. Party를 했어요. Party를 했어요. 주말에 뭐 했어요? 잘 듣고 따라해 보세요. 주말에 뭐 했어요? 한강공원에 갔어요. 칸 씨는 주말에 뭐 했어요? 저는 등산을 했어요. 다시 듣고 따라해 보세요. 주말에 뭐 했어요? 한강공원에 갔어요. 칸 씨는 주말에 뭐 했어요? 저는 등산을 했어요. 을을 좋아해요를 사용하여 말합니다. 하이 사용 을을 좋아해요 để nói. 게임을 좋아해요. Đây là tân ngữ kết hợp với lại 좋아하다. Tân ngữ kết hợp với 을을 và đi theo động từ 좋아하다. Đó, tân ngữ mà là cái gì nhỉ? Tân ngữ là cái mà bị động từ tác động lên. Và khi tân ngữ kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta đi với lại run. Còn tân ngữ mà kết thúc với lại
phụ âm, chúng ta sẽ đi với ơn để nối các phụ âm nó qua ơn các bạn nhé. 게임을 좋아해요. 게임을 좋아해요. 저는 영화를 좋아해요. 저는 영화를 좋아해요. 저는 청소를 좋아해요. 저는 청소를 좋아해요. 요리를 좋아해요. 요리를 좋아해요. 능컨 좋아해요를 사용하여 말합니다. Hãy sử dụng 능컨 좋아해요 để nói 저는 영화 보는 걸 좋아해요. 저는 영화 보는 걸 좋아해요. 저는 공부하는 걸 좋아해요. Thực ra cái chữ còn này là chữ viết tắt của 것을 các bạn nhé. 것을. 등산하는 걸 좋아해요. 등산하는 걸 좋아해요. 피아노 치는 걸 좋아해요. 피아노 치는 걸 좋아해요. 한국 사람들은 이렇게 말해요. Người Hàn Quốc sẽ nói chuyện như này. 무슨 운동을 좋아해요? 무슨 운동을 좋아해요? 다 좋아해요. 다 좋아해요. 백 좋아해요? 태권도 좋아해요? 별로 안 좋아해요. 별로 안 좋아해요. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau luyện nói xong bài hỏi và trả lời với chủ đề là sở thích. Các bạn hãy cố gắng lặp lại nhiều lần và hãy nhớ những mẫu câu cơ bản này thôi là đủ rồi các bạn nhé. Chủ yếu là giao tiếp thông thường thì chúng ta nhớ những mẫu câu cơ bản là được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài và chúc các bạn học thật tốt. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi bài thường xuyên các bạn nhé.